đầu trên này mà nhìn sóng chóng mặt. Đẹp hơn dân nên vịnh như dân đảo ấy. Ừ. Đây hòn trồng mãi, đây hòn trồng mãi. Con nào to là trống, con nào bé là mái nhá. Nhưng mà bây giờ mái lại to hơn trống. Đây là tôi xin giới thiệu, đây là hòn trồng mái. Đấy Trường ơi, anh ra để cho em cho nhìn rõ trồng mái. Đây. Đấy, nào. Anh ra em chụp kiểu ảnh hòn trống mái này. Đây một trống một mái đây. Đây. Chơi chơi rồi, chơi 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 chơi. Quan trọng cái trồng mái sau nhá. Đây, trồng mái đây, đây là đôi trống và mái này. Một trống một mái. Bà lên ảnh đây là trống không riêng. Đây là một trống và đây là một mái. Con nào đè là con nào, con đấy là con trống. Ừ, tiếc quá không đi được chị em. Chị quay em thèm. Lý đây, Lý nhìn chị Hiền của Lý đây. Trông giống gọi là gì nhỉ? Đi ra Đài Loan. Nó bị ngược mặt trời, nó ngược sang. Đây chị Anh của Lý đây. Đấy. Hello. Còn cô hơi của Lý đây. Đây cô hơi của Lý. Lý đang ngoài ép thèm, chị ép tiếc. Đâu? Đây. Ừ. Lý không đi là lấy phí. Chị hỏi đi thì là tuyệt vời. Dừng bao nhiêu lâu? Dừng ở đây à? Đây là Tây anh Trường à? Tây. Đây này là Tây Hàn Quốc à? Tây Hàn Quốc chắc thế. Lý đi thì kiểu gì trả sang đây mấy có anh Hàn, mấy anh Hàn sẻng đây này. Mấy anh Hàn sẻng. Đoàn này đoàn Hàn sẻng. Hàn Quốc mà. Hàn sẻng, Hàn sẻng. Cho ra hết Hàn Quốc. Thôi. Công nhận mà. Bọn này ít tuổi mà. Bọn này trông thấy toàn ít tuổi. Mày chụp cho bành cho bà đi. Đấy. Đấy. Xong chụp cho chị một kiểu. Xin chào em Tuyên, xin chào chị Anh Nguyễn. Đây cả nhà mình nhìn hòn trồng mái đấy nhá.
một tấm chị ơi, chụp cho bà một tấm chị ơi, bà đứng từ nãy rồi. Chạy 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 cho bà chụp cái đã. Vâng ạ, thời tiết đẹp lắm chị Anh ạ. Cứ yên tâm đi ạ. Chị lần chị nắm lên lên nào. Bà cầm cho con khỏe á. Bà cầm một con, bà cứ cầm đấy lại thôi. Chạy ra chị kiểu thôi. Rồi, chuyển vào đây. Cái tay chị thấp xuống em tí nữa. Đúng rồi, em đang vừa xuống. Bà ơi, cái tay bà ơi. Đẹp chị đưa. Không cơ bản này. Đẹp lắm chị ạ. Đúng rồi. Trời nó biết em đi chơi là ông trời cũng mưa. Thời tiết đẹp hơn mùa hè luôn chị Anh ạ. À. Nó không bị nó nắng đẹp nhưng mà nó không bị lắm. Đấy. Đang bên này bây giờ cũng đẹp này. Bây giờ chụp bên này. Bên này là bây giờ nó mới đỡ bực sáng rồi, bên đây đứng thì chụp con tàu nó bị bực sáng. Lắng lắng bây giờ nó ánh nắng nó lên như nó cũng ở. Tấm là cho em đẹp lắm cơ. Mẹ chụp mày không lấy tiền à? Ui giời ơi, cái đẹp đẹp thế này mà để phí. Cầm cho em, cầm máy cho em. Chụp miễn phí. Rồi, không mẹ, sao mày livestream mày được nhiều rồi. Kiếm tiền ở livestream ấy. Được đấy. Mà chị có không có mất tiền á? Không. Không bắn vào Zalo vẫn phải trả tiền. Em ạ, bây giờ những cái người như em á, em ơi. Dạ. Nếu những người như em mà nó thật bây giờ là phải thuê em làm làm mẫu. Chứ mà không phải là đơn giản đâu nhỉ. Đúng rồi. À. Anh nói chỉ có đúng. Ôi lắng quá. Đúng rồi, sáng như không nóng, đẹp lắm. Cái thời tiết đẹp quá. Không bao giờ nghĩ. Tưởng đầu tiên tưởng thời tiết bình thường nhưng mà lại đẹp không tưởng. Cả nhà mình. Chị ơi, đẹp lắm. Thời tiết đẹp lắm. Thôi, xuống dưới rồi đi, xuống yên nhìn đi. Mấy lan kia xuống chưa? Xe cà phê là hôm qua xây mấy cô gọi là múa côn. Hả? Xuống dưới đây. Ở đây mát nhưng mà nó gió quá nó cứ bay hết tóc nó dính vào mặt mình. Anh đi ơi đi xuống đi. Bảo mình như thợ là chụp cho cái kiểu xong bắn ra nó luôn rồi. Hiểu không? Nó chụp cho sau đẹp rồi bắn vào Zalo cho mình chụp đi sau bày tỏ là sao bắn vào Zalo tiền như ảnh cửa hoặc là lấy ảnh cho mình miễn phí bắn vào Zalo chị đấy đấy cho nó đẹp. Nào anh đỡ xuống cái này là đỡ. Được tặng vòng mà. Ở nhà ai? Được đi du lịch được tặng thêm vòng ngọc trai à? Chị sẽ chờ em Trung Lê. Chị đang đi Hà Long đây. Thời tiết đẹp quá. Bao tiền cái? Ngọc trai này là ngọc trai ấy, nhân tạo. Ngọc trai ấy. Chị đi Hà Long em ơi. Hai rồi. Doanh ở nhà. Xin chào cả nhà, tham môn mình đỏ thế. Mẹ da trắng môi đỏ xinh trai thế.
Anh chưa có chụp cho em kiểu ảnh nào này. Như là tốn thêm 200 nghìn nhỉ. Hả? Đúng rồi. Nghiền.